Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu. Tập 58. Chương 571, nạn buôn người. Tôi đốt cho 4 nạn nhân một xấp tiền vàng, sau đó rời khỏi nhà xác. Đi ra bên ngoài, thôn dân rối rít hỏi nhị trụ vụ án có manh mối hay không, hắn giữ lời hứa, chỉ nói không biết khiến mọi người thở dài thườn thượt. Sau khi thôn dân về, Quang Chọc nãy giờ im lặng, mở miệng nói, Tống ca, thật quá mãn nhãn, trước đệ cứ nghĩ đại ca được chào đón trong cục là vì có quan hệ, giờ mới biết thì ra là chân thần. Tôi cười khoát tay, được rồi, bớt nịnh hót đi. Quan Chọc xin ý kiến, Tống ca, vừa rồi trong phòng ám mùi quá, đệ hút điếu thuốc được không? Hút đi, tôi nói. Quang Chọc móc ra bao nhuyễn trung hoa đưa tới mời, tôi với Tống Tinh Thần đương nhiên là không hút, tôi hỏi Hoàng đội trưởng, ở đây việc lừa bán xảy ra nhiều. Hoàng đội trưởng rít một hơi thuốc, râu râu cười khổ, tôi có thể nói thế này, trong bán kính vài trăm dặm, chỉ cần là thôn trang thì nhất định có phụ nữ bị lừa bán, hoặc trẻ con bị bán. Cảnh sát các anh mặc kệ, Quang Chọc trợn mắt la lên, không phải mặc kệ, mà là quản không được. Thái độ nhị trụ vừa nãy các anh cũng thấy đấy, những thôn dân này không có khái niệm luật pháp về chuyện đó, hơn nữa trong thôn không chỉ một hai nhà mua con dâu mà là mười mấy hai mươi nhà. Cán bộ trong thôn cũng bao che, cứ bên trên cho người xuống kiểm tra là họ giấu những cô gái mua được đi, đánh du kích với chúng tôi. Nhiều lần có người nhà của nạn nhân bị bán cùng với cảnh sát đi cứu, căn bản là cứu không được. Cả thôn kéo nhau ra chặn xe cảnh sát, thậm chí cho người nằm dưới bánh xe, chúng tôi gọi là lực bất tòng tâm. Quang Chọc nói, cảnh sát các anh ăn chay à, sao không dùng súng? Thế nào gọi là không dùng? Nổ súng cảnh cáo vô dụng, chẳng lẽ chúng tôi phải bắn người? Tất nhiên là từ những năm 90, chúng tôi đã xử lý quyết liệt đám buôn người, nhưng gần như vô ích, những vùng nông thôn lạc hậu. Trọng nam khinh nữ này là mảnh đất béo bở cho nạn buôn bán phụ nữ, căn bản là không chấm dứt được tình trạng này. Huống gì, bọn buôn người giờ cũng rất manh động, trước đây ít lâu, một cảnh sát đã bị chúng sát hại. A, à, Quang Chọc giật mình. Hai vành mắt Hoàng đội trưởng đỏ hoe, xua tay nói, những thứ thâm căn cố đế này, chỉ dựa vào một người thì không thể thay đổi, có lẽ cần mấy đời người cố gắng. Tống cố vấn, nếu như anh có thể nói chuyện với lãnh đạo cấp trên, hy vọng sẽ phản ánh về tình hình ở đây. Tôi gật đầu, nhất định. Quang Chọc to tiếng nói, Tống ca, ca có biết cái gì là tam giáo cửu lưu không? Bọn đệ lăn lộn ngoài xã hội cũng có quy tắc của mình, đám buôn người này bất kể quá khứ hay hiện tại đều bị người trong giang hồ khinh thường. Vừa nghe Hoàng ca nói những chuyện này, đệ cảm thấy đối phó với đám nông dân này không thể mềm mỏng mà phải cứng rắn. Hay là để đệ gọi điện kêu đám đàn em? Hắng giọng một cái, tôi cắt ngang lời hắn, đồng chí Quang Chọc, nhiệm vụ nằm vùng của đồng chí. Đã kết thúc, sao vẫn còn nhập tâm vào vai diễn, có thể nói chuyện cho ra dáng cảnh sát được không? Quang Chọc cười ha hả, đệ làm đại ca lâu năm quá rồi. Sau đó bỏ đi tìm Tống Tinh Thần nói chuyện, tôi nhỏ giọng hỏi Hoàng đội trưởng, anh đã từng nghe qua cái tên Cảnh Vương gia chưa? Chưa hề, sao vậy? Mặt Hoàng đội trưởng đầy khó hiểu. Tôi qua loa lấy lệ, không có gì, là một tên tội phạm trốn nã, tôi tùy tiện hỏi thôi. Vụ án này giao cho Hoàng đội trưởng, chúng tôi quay về trụ sở công an. Cảnh sát viên ra ngoài điều tra đã quay lại, thời gian Sở Yên mất tích, xe xuất bến có 7 đến 8 chuyến, đều đi đến những nơi khác nhau, tôi chú ý trong đó có một xe đi ô ra thôn. Bởi không tìm được tài xế nên không thể chắc chắn Sở Yên đã đi đâu. Quang Chọc vừa nghe vậy thì tâm trạng lo lắng, vỗ bàn một cái, nói muốn tự mình đi tìm hiểu, tôi kiên quyết cản lại, ngươi không tin ta. Quang Chọc cười khổ, đệ đương nhiên là tin vào năng lực của đại ca, nhưng đệ không ngồi yên được. Tôi nghiêm túc nói, ngươi ngàn vạn lần đừng gây thêm phiền phức cho ta, càng không được phép tự tiện hành động. Chẳng lẽ ngươi hy vọng, chúng ta từ đi tìm một người thành đi tìm hai người? Tôi suy nghĩ đôi chút, quyết định tới bến xe bus hỏi thăm, liền cáo từ mọi người. Đầu tiên, ba người chúng tôi tới quán chè mà Sở Yên ngồi chờ xe, đưa ảnh của cô bé hỏi nhân viên có gặp không. Nhân viên nhìn một lúc như ngây người, hai mắt sáng rực nói, oa, xinh đẹp quá,
Cô gái này là minh tinh mới vào nghề à? Anh đã gặp qua chưa? Tôi không nhịn được, hỏi. Xin lỗi, ngày đó không có ca của tôi. Nhân viên tiệm vừa dứt lời, một câu chửi bậy bắn khỏi miệng Quang Trọc. Hắn túm cổ anh ta lôi ra khỏi quầy, hét vào mặt. Vậy ngươi còn dài dòng văn tự, có tin lão tử giết chết ngươi không? Quang Trọc, tôi quát. Lập tức hắn đổi giận thành vui, trả anh nhân viên về chỗ cũ, vỗ vỗ vai nói chỉ là đùa giỡn. Quả thật Sở Yên quá xinh đẹp, tới mức hoa nhường nguyệt thẹn, cả đường hỏi thăm, chúng tôi luôn bị hỏi ngược lại cô bé này là ai? Người ở đâu? Là diễn viên hay là ca sĩ? Chúng tôi là gì của cô ấy? Cứ như vậy khiến Quang Trọc nổi giận, làm tôi rất mệt mỏi, hỏi đến chặng vạng tối mà chẳng thu hoạch được gì, tôi thật có ý nghĩ muốn buông bỏ. Toàn thân mệt mỏi, tôi đi về hướng nhà khách, Quang Trọc thì vẫn dồi dào sức lực, bàn với tôi tối nay ăn cơm ở đâu, thấy tôi không để ý, hắn lại quấy rầy tinh thần. Đột nhiên đối diện vang lên tiếng hét thất thanh, một phụ nữ kêu, cứu mạng, cứu mạng. Một thanh niên với mái tóc xù đang kéo một phụ nữ, miệng cười hề hề nói với người đi đường, đây là vợ tôi, mới cãi nhau, làm mọi người chê cười rồi. Bà xã, theo anh trở về đi, anh thề sẽ không uống rượu nữa. Cô gái kia rất hoảng sợ la lên, tôi không biết anh ta là kẻ lừa đảo, mau gọi 110, tôi cầu xin mọi người. Cầu xin mọi người, bà xã, đừng làm loạn nữa, theo, anh về nhà. Gã thanh niên vừa nói vừa tóm tay cô gái lôi vào bên vệ đường, nơi có một chiếc xe con đang dừng sẵn. Người vây xem rất đông, nhưng chẳng ai tình nguyện đứng ra. Thật ngông cuồng biết bao, lại dám bắt cóc một cô gái giữa ban ngày, một cỗ lửa giận vô hình sộc lên ngược tôi. Không được, chúng ta phải quản chuyện ồn ào này. Tôi nói, Tống ca, đệ chờ câu này của ca lâu rồi. Quang Trọc đã sớm đằng đằng sát khí, sải bước tiến lên, vươn tay túm mạnh tóc gã thanh niên, tên kia đau đến trợn mắt, mắng, thằng chó, buông tay. Ai ra? Quang Trọc tỏ ra giật mình, bảo sao nhìn quen như vậy, đây chẳng phải là Tiểu Cơ sao? Bệnh ung thư của cha ngươi đã chữa khỏi chưa? Đây là bạn gái ngươi hả? Câu cuối cùng là vừa nhìn cô gái vừa nói, cô ta bị dọa sợ đến giàn giụa nước mắt, tôi không quen anh ta là tên lừa đảo. Quang Trọc vung tay đấm thẳng vào mặt gã thanh niên, rất nhanh đã đấm mặt hắn thành đỏ như trái gấc, vừa đán vừa làm bộ nói. Ta nói Tiểu Cơ nha, gần đây có phải ngươi thiếu tiền không? Thiếu tiền thì nói với anh em một tiếng, 100-200 ngàn có là gì? Nếu muốn xin cho mẹ ngươi về làm trong cơ sở chăm sóc sức khỏe, ta bảo anh em chiếu cố cho bà, nói gì thì nói ngươi cũng không được làm chuyện thương thiên hại lý này, đúng không? Chương 572, trượng nghĩa thường là đồ tể. Gã thanh niên tóc dài mấy lần muốn thoát khỏi tay Quang Trọc, nhưng hắn túm rất chặt, chỉ có thể bị buộc nghe Quang Trọc giảng đạo lý. Đám người đứng xem bật cười, đến cả khóe miệng Tống Tinh Thần cũng khẽ nhếch lên. Không ngờ tên vô lại này lại có tinh thần hiệp nghĩa, Tống Tinh Thần nói. Lúc này, trên chiếc xe đỗ ven đường có mấy tên nhảy xuống, tay cầm dao, mã tấu, gậy ba khúc xông về phía Quang Trọc. Những người đứng xem sợ chạy tán loạn, tôi nói, Tinh Thần, mau giúp hắn một tay. Tống Tinh Thần gật đầu, nhặt một viên sỏi ở bồn hoa bên cạnh, nhanh đến gần như không thấy, một tên trong số chúng kêu thảm ngã ra đất. Tống Tinh Thần nhanh như điện ném liền mấy viên, toàn bộ chúng cổ chân, đám người còn chưa tới trước mặt Quang Trọc đã ngã đầy ra đất. Quang Trọc không khách khí, nói, ui ra Tiểu Cơ, đây đều là anh em của ngươi. Khách sáo quá, vừa tới đã nhận được đại lễ. Đầu chọc chết tiệt, dám xen vào chuyện của chúng ta xử ngươi. Một tên đứng dậy tức giận mắng, cầm dao chọc một nhát về phía Quang Trọc. Tống Tinh Thần lăm lăm viên sỏi trong tay, định cứu, nhưng nói gì Quang Trọc cũng là giang hồ sông pha bấy lâu, phản ứng rất nhanh, đẩy tên tóc dài về phía tên cầm dao, hai người liền đập vào nhau, ngã ra. Hắn tiến tới một bước, giẫm mạnh lên tay cầm dao, tên kia đau đến kêu gào. Quang Trọc cười nói, người anh em, nằm dưới đất làm gì, nhặt tiền à, dậy đi thôi, giết nó. Gã kia đột nhiên hét lên. Chỉ thấy một tên khác đứng dậy, rút bên hông ra một khẩu súng, người xung quanh sợ hãi la hét, Quang Trọc cũng sợ đến ngây người. Tống Tinh Thần vốn đứng bên cạnh tôi, vèo một cái, giống như tên bắn, chỉ 2 giây đã vọt đến sau lưng kẻ cầm súng. Tinh Thần cầm vỏ đao vỗ một cái vào tay tên kia, chỉ nghe rắc một tiếng, có lẽ đã gãy xương,
khẩu súng vụt lên trên không. Tống Tinh Thần giơ vỏ đao, nhẹ nhàng tiếp lấy khẩu súng, tôi vội đi tới, rút khăn tay ra bọc nó lại. Đây là một khẩu súng tự chế, rất thô sơ, nhưng thừa sức bắn chết người, tôi cẩn thận cất nó vào túi để sau giao cho bên cảnh sát. Tống Tinh Thần dùng vỏ đao đâm liên tiếp vào lưng đám người, mấy tên côn đồ lăn ra đất kêu rên, không bò dậy nổi. Quang Chọc trợn mắt nói, đại hiệp, ngươi đánh gãy xương sống chúng rồi à? Không, ta chỉ điểm huyệt đại truy của chúng thôi. Tống Tinh Thần nhàn nhạt nói, điểm huyệt, há há ngươi nói phét. Quang Chọc không tin. Phía đầu đường có tiếng còi xe cảnh sát, thấy cô gái kia định rời đi, tôi vội ngăn lại, nói, phiền cô đừng đi vội, làm chứng trước mặt cảnh sát giúp chúng tôi một chút. Cô gái hốt hoảng nói, nhưng con tôi vẫn còn ở nhà khách và bị ốm, tôi phải về. Tôi nói, quả thực xin lỗi, chỉ làm phiền cô vài phút thôi, yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không phải người xấu. Cô gái cúi đầu, tôi biết rồi, cảm ơn mấy người đã cứu tôi, cảm ơn. Sau khi cảnh sát đến, hỏi chuyện gì xảy ra, có mấy người đứng xem còn tự nguyện đứng ra kể lại tình hình. Cảnh sát nghe thấy ba người chúng tôi khiến đám buôn người tan tác thì giật mình, hỏi thân phận gì. Tôi lấy giấy chứng nhận tổ đặc án ra, cảnh sát kinh ngạc nói, thì ra là anh em một nhà. À, tôi nhớ rồi, anh chính là cố vấn vụ án cho Hoàng đội trưởng. Đúng đúng đúng, tôi cười, những tên này giao cho các anh. Đám buôn người bị giải đi, bọn chúng thật ngông cuồng, tên định đâm Quang Chọc có vẻ là cầm đầu, còn buông lời, tốt nhất tối nay các ngươi nên cuốn xéo, nếu không muốn chết. Đồ buôn người còn dám mạnh miệng, mẹ ngươi không bán được, không có tiền nuôi ngươi nên ngươi làm trò này hả? Quang Chọc mắng, đầu chọc chết tiệt, ngươi cũng không chịu hỏi xem. Hỏi xem mẹ của ngươi bị bán ở đâu à? Sao thế, còn có giảm giá chơi mẹ ngươi nữa à đồ con rùa? Tên cầm đầu tức đến mặt đỏ gay, lời nói của Quang Chọc quá giang hồ rồi, cảnh sát nghe cũng lúng túng. Liền bảo người lôi tên buôn người lên xe, tôi coi như được thỉnh giáo cái gì gọi là lưu manh đúng nghĩa. Cô gái thì nói con mình đang ốm nằm ở nhà khách, không thể đi lấy khẩu cung ngay. Cảnh sát nể mặt tôi, để cho cô ấy về trước, có gì sẽ liên lạc qua điện thoại. Cô gái lại nói mấy lời cảm tạ ân đức, vốn là định sẽ chia tay tại đây, nhưng đột nhiên tôi chú ý thấy mũi giày cô ta dính đầy bùn. Quần cũng dính, bên trong thì mặc áo nông dân vá chằng vá đục, bên ngoài khoác áo khoác vừa mua. Nhìn dáng vẻ cô gái có vẻ là đã đi đường núi xa xôi đến đây, đột nhiên nổi lên nghi ngờ, tôi liền hỏi, chị gái, con chị bị bệnh gì? Lên cơn sốt. Sau khi tới đây thì không hạ, khiến tôi thật sự khổ sở. Vốn là định ra, ngoài mua thuốc cho con, ai ngờ bị đám buôn người này để mắt tới, may mà có các anh, nếu không. Cô gái gạt nước mắt nói, tôi xua tay, đừng khách sao, phải rồi, cho tôi xem cô mua thuốc gì. Cô gái lôi trong túi ra một hộp thuốc pha nước, Quang Chọc la lên một tiếng, ai ra, thứ này không tác dụng đâu, sốt cao thì phải đi truyền nước. Trẻ nhỏ bị bệnh thì càng không được chậm trễ. Cô gái, có phải cô gặp khó khăn gì không? Cô gái ấp úng, Quang Chọc nói, đi, về nhà khách, đưa cháu đi truyền nước biển, tiền tôi trả. Tống ca, ca có việc thì về trước đi, để đưa cô này đi một chuyến. Thấy Quang Chọc bạm trợn như vậy, phụ nữ không tiện từ chối, liền dẫn đường, tôi với Tinh Thần cũng theo sau. Tôi cảm thấy Quang Chọc này có mấy phần na ná lỗ trí thâm, người như hắn thời này rất hiếm. Như câu nói trượng nghĩa thường là đồ tể. Đại khái là bởi vì thường giết heo, chó làm thịt nên lỗ mãng, ít so đo, vì vậy thường trượng nghĩa. Người có học khi gặp chuyện thì luôn so đo, cân nhắc, sợ bị lừa bịp, nhất là xã hội hiện nay lừa đảo như nấm, không ngừng lấy đi lòng tin của mọi người. Lâu ngày xã hội trở nên lạnh lùng giữa chính con người với nhau, nghĩ đến mà thật chua xót. Chúng tôi đến một nhà trọ nhỏ, quả nhiên có một đứa bé đang sốt cao, hai má đỏ bừng, nhìn rất đáng thương. Quang Chọc không nói hai lời, liền bế đi, chúng tôi tìm một phòng khám gần đó để bác sĩ truyền nước, đứa bé mê mệt ngủ thiếp đi. Tôi thầm nghĩ người phụ nữ này hẳn là đang túng quẫn, không có tiền trả, liền lấy điện thoại ra định thanh toán, ai ngờ cô ta nói, không không, ở đây tôi có tiền. Chỉ thấy cô ấy móc trong túi ra một xấp tiền 100 tệ, nhăn nheo, nhìn qua cũng phải chừng 3.000. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 573, Nữ Thần Chính Nghĩa.
mang trên người từng ấy tiền mặt, lại có một đứa con, tôi càng ngày càng tò mò về lai lịch người này. Nhân lúc bác sĩ đang nói chuyện với cô ấy, tôi nhắn một tin cho Hoàng đội trưởng, xin ảnh của bốn người nhà nạn nhân, sau đó nói, chị gái, xin nói mấy câu. Có chuyện gì sao? Cô ấy theo tôi ra ngoài. Nghe giọng chị không giống người địa phương, tôi nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, tôi là người Quảng Đông, đã sống ở đây vài năm, nhưng khẩu âm vẫn chưa sửa được. Mấy tên ban nãy vốn nghe thấy tôi là người ngoại địa nên mới đi theo. Ai già, một phụ nữ ở đất lạ thật không dễ dàng. Cô thở dài, một mình ở đất lạ. Cô đã có con, theo lý thuyết thì phải kết hôn rồi mới đúng. Tôi hỏi, cô gái nhất thời hoảng lên, nói, đứa bé là người thân của tôi. Nghe qua cũng biết nói dối, tôi lấy điện thoại, mở ảnh Ô Vọng Điền ra nói, có biết người này không? Đồng tử cô gái lập tức co lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, phản ứng này không khác dự đoán của tôi là bao. Tôi tiếp tục hỏi, anh ta là chồng chị? Không, không phải. Cô gái lớn tiếng, la lên, hắn không phải chồng tôi, hắn là tội phạm cưỡng dâm, là kẻ bắt cóc, là ác nhân. Tôi cho tới giờ chưa từng gả cho hắn, là hắn mua tôi từ tay tên buôn người. Vừa nói cô vừa bụng mặt khóc òa lên khiến không ít người hiếu kỳ. Quang Chọc đi qua hỏi, Tống ca, chuyện gì vậy? Không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Thực ra mà nói, Chu Khẩu là một nút giao thông quan trọng, một phụ nữ muốn rời khỏi nơi này ắt phải qua đây. Cô ta sợ hãi bị người nhà Ô gia tìm thấy nên mới ẩn nấp ở đây, con bị sốt cũng không dám đưa ra ngoài khám. Tôi trấn an, chị gái, vụ án xảy ra tôi đã biết rõ, người không phải do chị giết. Cô kích động nói, tôi lại hy vọng là chính mình ra tay, cả nhà kia đều là súc sinh cầm thú, tôi chỉ hận không được tự tay cắt cổ bọn chúng. Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này, lẽ nào kiếp trước mang tội sao? Dứt lời, cô gái lại nghẹn ngào khóc ngất, Quang Chọc còn chưa hoàn hồn, hỏi tôi, sao thế, dễ khóc vậy à? Tâm tình phụ nữ quá kích động, bây giờ chẳng nói được gì, tôi gọi điện cho Hoàng đội trưởng, nói tình hình cho anh ấy. Nghe thấy đã tìm được người vợ cả mất tích, Hoàng đội trưởng vui mừng, phái mấy cảnh sát đến trông coi đứa nhỏ, rồi bảo tôi ra quán cơm gần đó ngồi một chút, tiện trao đổi tình hình. Cô gái giờ đây như chim sợ ná, không tín nhiệm chúng tôi cho lắm, chỉ nghe lời Quang Chọc. Chúng tôi nói yêu cầu, Quang Chọc phải chuyển lời lại cô mới gật đầu đồng ý, thật khôi hài. Tới quán ăn, cô gái nhìn đồ ăn trên bàn mà nuốt nước miếng, Hoàng đội trưởng gọi mấy phần cơm, Quang Chọc nói, ăn mấy thứ này chẳng đẳng cấp gì cả. Nào, để tôi mời mọi người một bữa. Tôi lườm hắn một cái, nhưng xem ra tên này không hiểu, chẳng thể làm gì khác là đành phải nói cho rõ. Ăn uống là thứ yếu, chủ yếu là tìm hiểu tình hình, một bàn thịt cá thì giải quyết gì. Quang Chọc mới đành nhượng bộ, chỉ bảo đầu bếp làm thêm món thịt ướp mắm chiên cùng một con vịt quay, rồi tự rót bia cho mình. Hoàng đội trưởng hỏi cô gái, chị bị bán như thế nào? Đã liên lạc được với người nhà chưa? Cô gái nói mình tốt nghiệp đại học năm 2016, ra ngoài không kiếm được việc làm, có quen một giám đốc công ty thảo dược trên mạng. Qua sát hạch đơn giản liền trúng tuyển vào làm nhân viên, theo giám đốc tới đây thu mua nguyên liệu. Ai ngờ tất cả chỉ là cái bẫy. Cô và giám đốc tới nhà người nông dân kia, chỉ uống một chén nước liền mơ màng ngủ thiếp đi, tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Cửa bị khóa chặt, giám đốc chẳng thấy đâu. Cô ra sức gõ cửa kêu cứu thì có một ông lão nông dân nói cho cô biết cô đã bị họ mua về làm con dâu. Chuyện này là một tiếng sét ngang tai với cô. Ban đầu cô định nói phải trái, xin họ thả mình về, sẽ bảo người nhà bồi thường tiền. Nhưng đối phương kiên quyết không nghe, cô đã thử chạy trốn, nhưng cửa sổ thì bị khóa chặt, với sức lực một cô gái chẳng thể làm gì. Mấy ngày sau đó, cô gần như khóc cạn nước mắt, cứ tỉnh lại là nhìn thấy nóc nhà trống trơn. Nghĩ tới hoàn cảnh thực tế là lại òa khóc, khóc mệt lại ngủ. Ban đầu người nhà kia đưa đồ ăn, cô chẳng buồn động đến, chỉ muốn tuyệt thực. Những người nông dân này không hề có khái niệm ác cảm với lừa bán, đối với họ mà nói chỉ là việc đơn giản. Bạn bè thân thích ùa tới chúc mừng người con trai cả, nhìn cô qua cửa sổ như nhìn một con vật, nói người con trai cả diễm phúc không cạn. Một buổi tối kia, người con cả uống say xông vào hãm hiếp cô liều mạng chống cự. Hai vợ chồng Ô lão hán xông vào đè cô lại, để cho con mình cưỡng dâm. Sau đó cô cũng đã thử cắt cổ tay tự vẫn, rồi thử bỏ trốn hai lần, đều không thành công. Tinh thần cô dần dần sụp đổ,
để sinh tồn buộc phải khuất phục. Cô hận bọn họ, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng dưới sự uy hiếp vẫn phải ngầm thừa nhận họ là chồng, là cha mẹ chồng. Ở đây cô chẳng có vị trí gì, chỉ là một món đồ, một cái máy đẻ. Người con cả thường xuyên đánh đập cô, cho tới sau này cô bị buộc phải bái đường thành thân, trở thành con dâu của Ô gia. Có một lần chỉ tiện tay cắm đũa vào bát cơm, người con cả lập tức bạt tai khiến cô chảy máu mồm, sau đó hắn lại quay ra cười nói với khách. 2 năm qua bị lừa bán, đối với cô mà nói là sống không bằng chết, thân thể bị nhốt, tinh thần trống rỗng. Những thói quen ngày trước giờ đã thành xa lạ, một viên kẹo, một chai nước ngọt, một quyển sách đều không thể chạm tới. Cô thường nghĩ, sinh ra là con gái chính là một sự nguyền rủa. Cô nghĩ rằng cả đời đã không còn hy vọng cho đến khi có một cô gái tới. Không, chính là cô đang ở địa ngục thì một thiên sứ tới cứu mình. Cô gái đó rất xinh đẹp, tất cả từ ngữ trên đời đều không hình dung được. Cô rất dễ thương, hình như cả người cũng tỏa ra ánh sáng, bất kể là nam hay nữ nhìn cô cũng đều mê mẩn. Thấy một cô gái như vậy bị lừa bán vào Ô gia, người phụ nữ rất đau lòng. Nhưng cô gái mới đến không lặp lại những gì mà cô từng trải qua, rất nhanh cô ấy đã chấp nhận thực tế, cô ấy vừa làm nũng vừa đong đưa, giống như một con hồ ly giả hoạt. Chẳng những làm người con thứ mê mẩn, cô ta còn khiến người con cả quấn quýt suốt ngày, thậm chí đến Ô lão hán cũng động lòng. Từ sau khi cô ấy đến, không khí trong nhà cứ như Tết, phảng phất cô không phải bị bán đến đây, mà như một công chúa đến để trị vì. Ban đầu, người phụ nữ cho rằng cô ta là một cô gái hèn hạ đê tiện, còn mắng là đồ tiện tì, nhưng chị đã lầm, cô bé làm tất cả đều có mục đích. Sự việc xảy ra rất đột ngột, đêm đó chị đang cho heo ăn thì nghe thấy trong phòng có tiếng hét, hình như là hai người con đánh nhau. Tiếp đó Ô lão hán vọt vào, rồi cửa sổ vỡ choang một tiếng, Ô lão hán cả người đầy máu ngã sấp mặt ra ngoài. Chị sợ choáng váng, cô lấy can đảm nửa ngày mới dám đi vào. Kiểm tra thì thấy cô bé kia siết một con dao trong tay, đang đâm vào bả vai người con thứ, rồi quay qua nhìn mình, nói, đừng sợ, tôi sẽ mang cô chạy đi. Chương 574, thiếu nữ mặc váy cầm dao. Chị sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên khoảnh khắc đó, trong nhà tối đen, ba nam nhân chết, cô gái kia mặc váy đầm trắng tinh, dao trong tay và trên người dính đầy máu, nhưng ánh mắt thì kiên định vô cùng. Chị không thể tin một thiếu nữ nhìn có vẻ yếu ớt như vậy, cánh tay khẳng khiu cầm con dao cơ hồ cũng phải cố hết sức lại lấy đâu ra can đảm và ý chí chống lại số mệnh. Tiếng khóc của đứa con trong phòng đánh thức chị nói, để tôi bế con theo, nó là người thân duy nhất của tôi ở đây, không thể bỏ lại nó, không thể. Thiếu nữ gật đầu, chị chạy vào phòng bế đứa con, chỉ nghe thấy tiếng Ô phu nhân kêu thảm ngoài sân. Chạy ra nhìn một cái, Ô phu nhân đang bò lết dưới đất, kéo theo vệt máu thật dài, thiếu nữ kia như dã thú bám giết không buông, từ trên lưng đâm một dao lại một dao. Sau khi Ô phu nhân tắt thở, thiếu nữ cầm khăn lau sạch máu trên mặt, chị sợ hãi hỏi, sao cô ra tay được? Cô gái bình tĩnh đáp, bọn chúng không chết thì ta không trốn thoát được. Sự can đảm và cẩn trọng lại tỉnh táo ung dung toát ra từ thiếu nữ khiến chị bội phục không thôi. Thiếu nữ tìm được trong tủ 3.000 tệ cùng một cái điện thoại, hai người rời đi trong đêm. Có vẻ thể chất cô gái không được tốt lắm, trên đường chạy trốn bỗng ngồi phịch xuống đất, đầu ngoẹo sang bên giống như đã hôn mê. Rồi sau đó như bị điện giật kêu lên một tiếng, chị lo lắng hỏi thiếu nữ thế nào, thiếu nữ cười nói không sao, lôi hộp thuốc trong ngực ra uống một viên. Hai người lên một chiếc xe bus, đi tới huyện thành, thiếu nữ đưa toàn bộ tiền và điện thoại cho chị, còn mình thì một mình rời đi. Nghe đến đó, Quang Chọc không nhịn nổi nữa, đứng dậy hỏi, cô gái đó họ Sở đúng không? Người phụ nữ lắc đầu, tôi không biết cô ấy họ gì. Tôi lấy một bức ảnh ra cho chị xem, hỏi, là cô ấy? Người phụ nữ đáp, không phải. Tôi tiếc nuối nói với Quang Chọc, xem ra không phải người chúng ta muốn tìm. Quang Chọc ảo não đấm bàn khiến chén trà rơi xuống đất vỡ tan, rõ ràng càng nghe càng giống mà, ai già. Hoàng đội trưởng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, thực ra tôi cho chị ta xem là ảnh của Băng Tâm, dĩ nhiên chị nói không phải. Tôi biết người cứu chị không ai khác ngoài Sở Yên, nhưng có Hoàng đội trưởng ở đây, chúng tôi không thể cho anh ta biết. Bất kể động cơ của Sở Yên là gì, thì cũng là tội phạm giết người, hơn nữa qua lời kể của người phụ nữ, cô bé có vẻ có mưu đồ từ trước. Quang Chọc vẫn còn đang lải nhải, cái tên đầu óc thiếu suy nghĩ này chỉ sợ nói lỡ miệng, tôi chen vào,
Sao đồ ăn vẫn chưa mang lên nhỉ? Để ta đi hỏi xem. Hoàng đội trưởng nói, Tống cố vấn, để tôi đi hỏi cho. Được, làm phiền anh. Chờ hoàng đội trưởng đi khỏi, tôi dùng cùi chỏ huých vào sườn quang. Chọc, hắn gào lên, Tống ca, ca làm gì đệ đấy? Tôi thấp giọng, đồ ngu, ngươi nói linh tinh trước mặt hoàng đội trưởng, ngươi muốn mấy ngày cuối đời mà Sở Yên vẫn bị phán án tử sao? Quang chọc có vẻ hiểu ra, ý đại ca là. Lúc này tôi mới lấy ảnh Sở Yên ra cho người phụ nữ xem, hỏi, là cô ấy. Người phụ nữ gật đầu, kích động nói, là cô ấy, chính là cô ấy, tôi thật hy vọng có thể gặp lại để nói lời cảm ơn. Tôi an ủi, mau lau nước mắt. Nếu chị không hy vọng cô ấy bị bắt, lát nữa hoàng đội trưởng trở lại, phải nói là không biết gì, nhớ chưa? Người phụ nữ sửng sốt một chút, chẳng lẽ hai người không phải là cảnh sát? Đúng, nhưng cũng không đúng. Tôi cười bí hiểm. Lúc này hoàng đội trưởng quay lại, anh ta cũng không nhận ta được gì, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Một lát thì đồ ăn mang lên, chúng tôi ăn qua loa, tôi thì đang suy nghĩ về chuyện trong ngày. Sau khi biết rõ sự tình, tôi cũng giật mình, Sở Yên lại là tự thân chạy đến nơi nạn buôn người hoành hành, sử dụng vũ lực để chống lại chúng. Tất cả những việc cô bé làm, tôi không đánh giá là sai hay đúng so với việc trả thù cho bạn thân một năm trước. Cô bé đã trưởng thành hơn rất nhiều, trở nên bình tĩnh, giảo hoạt, quyết đoán, có thể nói là một tội phạm xuất sắc. Cơm nước xong, chúng tôi cáo từ hoàng đội trưởng, Quang chọc gấp không thể chờ, nói, chúng ta tìm cô gái kia hỏi một chút đi. Tôi nói, yên tâm, con cô ấy vẫn đang phải truyền nước, có hoàng đội trưởng ở đó khó nói chuyện. Chúng ta đi hỏi người khác trước. Hỏi ai? Trừ cô ta ra thì làm gì có ai biết? Quang chọc nói. Tôi cười, hỏi tên buôn người. Chúng tôi về trụ sở công an, tôi gặp được người dẫn đội lúc chiều, bịa ra một lý do hợp lý, nói có một thỉnh cầu nhỏ, muốn tra hỏi tên cầm đầu một chút. Cảnh sát đồng ý, một lát sau thì giải tên cầm đầu vào phòng khẩu cung. Quang chọc cùng tôi và Tống Tinh Thần đi vào, vui vẻ nói, đệ đã từng ngồi ở cái bàn này rồi, tuyệt quá, thật gây nghiện. Tôi quát, đi ra ngoài. Quang chọc tỏ ra nài nỉ, Tống ca, đệ hứa sẽ không nói lung tung, ca cho đệ một cơ hội đi. Tôi cười, nói có nhiệm vụ quan trọng hơn giao cho hắn. Đây dù gì không phải Nam Giang, phải giữ mình một chút. Tôi bảo Quang chọc đứng ngoài, lúc nào muốn dụng hình với nghi phạm, sẽ xoa xoa mũi, đây là ám hiệu. Nếu bên ngoài không có người, Quang chọc sẽ gõ vào kính ba cái, nếu như có thì sẽ hắng giọng. Quang chọc nghe thì mặt mày hớn hở, không ngờ Tống ca hào hoa phong nhã mà cũng dụng hình gì thế. Đệ rất muốn mở mang tầm mắt. Tôi nói, bảo đảm sẽ cho ngươi mở mang. Phải rồi, đi mua cho ta hộp sữa tươi để lạnh, không cần mang vào. Tôi và Tinh Thần ngồi xuống, nhìn qua tài liệu trên bàn, tên cầm đầu tên là Mao Tứ, đã có mấy tiền án buôn bán phụ nữ và trẻ em, từng ngồi 5 năm trong tù. Mao Tứ rất ngang ngược, rung đùi, bĩu môi ra vẻ thách ngươi làm gì được ta, tôi nói. Mao Tứ, lại gặp nhau. Đừng có lên mặt, ta nghe Trương Cảnh Quan gọi ngươi là cái gì cố vấn, không phải là cảnh sát. Ra ngoài lão tử nhất định sẽ tìm giết ngươi, Mao Tứ nói. Trong này có máy ghi âm, ngươi nói lung tung không sợ tội nặng thêm. Tôi nhìn hắn chằm chằm. Hừ, uy hiếp cảnh sát mới là tội, ngươi không phải cảnh sát, ta sợ gì, ngươi cũng hiểu biết đấy. Tôi cười lạnh, sau đó lấy điện thoại, mở ảnh Sở Yên ra cho hắn nhìn, biết cô gái này không? Mao Tứ đáp bằng giọng lưu manh, trông rất ngon, nếu rơi vào tay ta, chắc không nỡ bán cho nông dân, mà tự nuôi làm vợ bé, từ từ chơi đến chết. Huynh đệ, có thể gửi cho ta ảnh này không, để tối còn có cái tự sướng. Con mẹ nhà mày, tao phải cắt lưỡi con chó này. Quang chọc bên ngoài chửi một tràng. Mao Tứ phách lối cười, có gan thì cứ tới. Đây là trụ sở công an, là nơi bảo vệ lão tử, tao sợ mày chắc. Mao Tứ, có dám nhìn vào mắt ta không? Tôi hỏi. Cái này có gì mà không dám, ta? Mao Tứ đột nhiên hét toáng lên, tôi vừa phát động Minh Vương Chi Đồng, chuyển một luồng sợ hãi mãnh liệt vào đại não hắn. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 575, băng nhóm buôn người. Hành hạ Mao Tứ 20 giây, phản phệ khiến đầu tôi ong lên,
móc móc ngón tay về phía gương, Quang chọc chạy vào. Mang sữa cho tôi, Hiếu Kỳ hỏi, Tống ca, vừa rồi ca làm gì hắn, mà hắn giống lên như héo chọc tiết thế. Tôi ôm đầu cười, tò mò à, có muốn trải nghiệm thử không? Không không, Quang chọc xua tay lia lịa, thôi để đệ ra ngoài trước. Lúc đi, hắn còn khinh bỉ lườm Mao Tứ một cái, có điều Mao Tứ còn đang đắm chìm trong sự sợ hãi to lớn về tinh thần, chẳng có phản ứng gì. Uống hớp sữa lạnh, tôi thoải mái hơn nhiều, hỏi Mao Tứ có biết Cảnh Vương ra không? Hắn liều mạng lắc đầu, nhìn tôi như nhìn quái vật. Tôi dĩ nhiên không phải muốn hỏi thăm Cảnh Vương gia, hắn không biết rằng, đối với tôi mà nói, việc hắn không liên quan đến Cảnh Vương gia là chuyện tốt. Tôi đã bị Hoàng Tuyền và Lục Đạo Cuồng Trù để mắt, không muốn kinh động thêm một lão yêu quái trong tổ chức nữa. Tôi hỏi tiếp, đám buôn người các ngươi ở đây được tổ chức ra sao, ai là lão đại? Mao Tứ không chịu nói, tôi đập bàn một cái khiến hắn phát run, nói cho tôi, toàn bộ đám buôn người địa bàn Phù Phong đều có tổ chức, chia làm 12 đỉnh núi, cai quản khu vực riêng. Mỗi đỉnh làm cái gì mà mình cho là đúng, không xâm phạm lẫn nhau, đỉnh núi chỗ Mao Tứ tên là Lão Viên Sơn. Bên trong mỗi đỉnh núi sẽ liên lạc theo trên dưới, phía dưới Mao Tứ có không ít shipper, chúng đều biết Mao Tứ, nhưng không biết rằng trên Mao Tứ còn có một lão đại, là Sơn chủ Lão Viên Sơn. Tôi hỏi, hắn tên gì? Không, không thể nói. Đàn em bán đứng sẽ phải chịu cực hình, sống không bằng chết. Tuyệt đối không thể nói. Mao Tứ run rẩy. Tôi đe dọa, ta cũng có thể cho. Ngươi sống không bằng chết. Sau đó sờ mũi mình một cái, bên ngoài vang lên tiếng Quang chọc gõ kính. Mao Tứ cầu xin, đại ca, van xin ngài, cái này tôi thật không thể nói. Nếu nói ra, cả nhà tôi sẽ xong đời. Tôi không đồng cảm với thứ rác rưởi, dùng Minh Vương Chi đồng hành hạ hắn thêm 10 giây, Mao Tứ gào khóc thảm thiết, sau khi kết thúc, toàn thân như tắm trong mồ hôi, run rẩy nhưng vẫn giữ bí mật tuyệt đối. Tống Tinh Thần đề nghị, có cần dùng bí dược Tống ra cạy miệng hắn không? Tôi lắc đầu, đừng, ở đây phải giữ mình một chút. Xem bộ dạng này hắn nhất định không nói, nhưng chỉ cần không liên quan đến Cảnh Vương gia thì không sao. Tôi rất chắc chắn không phải là Cảnh Vương gia. Bởi vì ban nãy nói ra cái danh hiệu này, hắn không hề có chút dao động nào. Tôi nói với Mao Tứ, nói những gì ngươi có thể nói. Mao Tứ nuốt nước bọt, nói về việc nội bộ trong băng nhóm buôn người. Lão Viên Sơn của chúng khống chế thị trường mấy chục thôn quanh đây. Dù là xa xôi, dù là thôn trang nhỏ thì đều có chỉ điểm của chúng. Những kẻ chỉ điểm này vẻ ngoài thật thà, rất biết giao thiệp với nông dân, cũng dễ dàng chiếm được lòng tin. Hàng hóa từ khắp cả nước đổ về. Mấy năm gần đây Internet phát triển, lừa bán qua mạng cũng là nguồn cung quan trọng. Làm chuyện lừa gạt này đều là những tên lưu manh vô công dỗi nghề trên cả nước, không cần phí sức đến tập đoàn buôn người. Sau khi có hàng, tập đoàn sẽ căn cứ vào chất lượng mà trả công cho chúng, sau đó bán đi qua con đường của mình. Phụ nữ và thiếu nữ luôn là hàng hiếm, vĩnh viễn chẳng lo ế hàng, chỉ riêng mặt hàng này đã thu về cả mấy triệu một tháng. Hơn nữa còn là lãi ròng. Ngoài nguồn thu đó, mấy năm nay chúng còn nhận cả hàng là nam giới, chủ yếu là buôn bán nội tạng qua các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar. Việc này do một nhóm khác trong tập đoàn phụ trách, Mao Tứ chỉ nhận tiền công kiểm đếm mà thôi. Mao Tứ khai mà ngữ khí như đang nói chuyện làm ăn, khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Cứ tính trung bình mỗi một phụ nữ hay trẻ em là 40.000, để có thu nhập như vậy thì một tháng chúng phải bắt cóc hơn 100 người. Toàn tỉnh là hơn 1.000 người, đó chính là 1.000 gia đình tan vỡ. Tôi đã từng chứng kiến người mẹ mất con ở ga tàu hỏa giống như phát điên, treo cái biển tìm con trước ngực mà tâm lý rất khó chịu. Đối với người trong cuộc mà nói, đây sẽ là sự đau khổ kéo dài cả đời, còn với những kẻ buôn người, là mua thuốc, mua rượu, mua xe, là tiền bo cho gái làng chơi. Biến người sống sơ sơ thành món hàng, tội ác này trong mắt tôi còn tàn bạo hơn mưu sát. Mưu sát hầu hết là hành vi bộc phát, còn lừa bán ở nơi xa xôi này đã tạo thành thị trường cung cầu. Bên mua bên bán chẳng có chút cảm giác tội phạm nào, tầm thường giống như dân buôn lậu điện thoại vậy. Tôi kìm chế sự tức giận trong lòng, hỏi Mao Tứ, còn gì nữa không? Mao Tứ suy nghĩ một chút, nói, phải rồi, gần đây lão đại nói với ta, bên này có một cô gái đang quấy rối. Có vẻ cô ta qua lại trong địa bàn của ta. Lão đại dục ta kiểm tra cho kỹ, tìm ra cô gái đó. Tôi kinh ngạc, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Lão đại có nói với ngươi đặc điểm của cô ấy không?
Cái này thì không. Trông hắn có vẻ là nói thật, tôi phất tay, được rồi, cút đi. Đi ra ngoài, tôi hỏi cảnh sát phụ trách vụ án, đám cặn bã này phải ở lại đây bao lâu, cảnh sát nói, chưa biết được. Phải xem có tìm được chứng cứ không, có chứng cứ mới đủ thủ tục pháp lý, đại khái theo khung hình phạt tội lừa bán, từ 5 đến 10 năm. Nếu không có chứng cứ thì cùng lắm là kết tội bắt giữ người trái phép, tạm giam 1 tuần đến 15 ngày thôi. Tôi gật đầu, để xem trong khoảng thời gian này tôi có thể tìm ra chứng cứ hay nhân chứng không. Cảnh quan nói, nếu vậy thì thật cảm ơn anh. Điện thoại tôi báo có tin nhắn, thì ra là lão yêu gửi, hắn đã tra được gì đó, có điều nội dung tương đối nhiều, hắn gửi qua email, tạm thời tôi chưa xem được. Tôi định sẽ đi gặp người phụ nữ kia trước, liền tới nhà trọ cô ấy ở, quả nhiên chị đã về, đứa con cũng đã hạ sốt, tâm trạng tốt hơn. Nói với chúng tôi, Hoàng đội trưởng thật là người tốt, anh ấy đã liên lạc với người nhà tôi, ngày mai sẽ đón tôi về. Quang chọc thẳng như ruột ngựa nói, cô gái, ta thấy cô năm nay mới hơn 20, mang theo một đứa con, sau này làm sao lấy chồng. Theo ta thì hay là cô gửi nó vào trại mồ côi đi. Chị gái vuốt ve đầu đứa con, nói, đừng nói như vậy, nó là ruột thịt của tôi bị lừa bán 2 năm qua, đứa bé này là nơi ký thác tinh thần duy nhất của tôi, làm sao tôi vứt bỏ nó được. Quang chọc thở dài, làm phụ nữ đúng là không dễ dàng. Phải rồi, cô là người Quảng Đông, có ở gần Đông Hoàn không? Ta có một đàn em làm ăn ở đó, hay là ta bảo hắn giới thiệu công việc cho cô? Ta không biết tư tưởng cô bảo thủ hay không, việc này suy cho cùng cũng không có gì, kiếm sống dựa vào tay nghề. Giờ thứ cô thiếu nhất là một công việc ổn định, có đúng hay không? Tôi trợn to mắt, thật không tin được hắn lại khuyên người ta làm gái dịch vụ, không hổ là xã hội đen. Chị gái thì nào có biết gì, cao hứng, được đấy, tôi đang rầu rĩ sau này làm sao để nuôi mình và con, công việc này có yêu cầu trình độ học vấn không? Không có tay nghề có thể làm không? Chắc chắn là được, điều kiện của cô hoàn toàn phù hợp. Tôi vội ngăn cản, nói, đừng có nghe lời hắn, chị gái, chị nhìn hắn đi, với cái tính cách này, giống như người đàng hoàng sao. Chị gái quan sát trên dưới Quang chọc, phì cười, tôi cảm thấy anh ấy là người tốt. Trong lòng tôi thầm khóc, nhãn lực của chị quả là khác người. Chú ý, có đôi lời của tác giả, Sở Yên muội muội sắp phải chết rồi, thật thương tâm quá, không muốn viết tiếp đâu, hu hu hu. Hết chú ý. Chương 576, kế hoạch điên rồ của Sở Yên. Tôi hỏi chị ta có biết gì thêm về Sở Yên không, hy vọng chị biết gì nói nấy. Người phụ nữ suy nghĩ một lát rồi nói, tôi với cô ấy trước thì chẳng nói gì với nhau. Lúc trốn ta được, thấy cơ thể cô ấy suy nhược, tôi rất lo lắng, cô ấy nói mình bẩm sinh đã không khỏe mạnh. Sau khi về tới huyện thành, vào một nhà vệ sinh công cộng, cô ấy lấy ra một cái túi ni lông giấu sẵn, hình như được chuẩn bị từ trước. Bên trong có 2 bộ quần áo, tôi với cô ấy thay, sau đó chúng tôi đi ăn một chút, cô ấy thì cứ nhìn đồng hồ liên tục. Ăn gì? Tôi hỏi. Ăn chè. Chị trả lời. Đối diện bến xe. Tôi hỏi tiếp. Đúng, sao anh biết? Chị nói, tôi hỏi cô ấy mấy vấn đề, nhà ở đâu, sao lại bị lừa tới đây? Sao không liên lạc với người thân, cô ấy chỉ cười nói là phải tìm một người, sau đó thì đi mất. Mấy giờ? Tôi hỏi. Chị đáp, 8 giờ sáng. Bởi cô ấy vừa đi không lâu thì tôi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ bưu điện, 8 tiếng, không sai. Tôi cảm ơn chị gái rồi cáo từ, lúc gần đi Quang chọc ném cho chị số điện thoại. Ra ngoài, tôi nói với hắn, không phải ngươi định giới thiệu cô ấy làm gái dịch vụ đấy chứ. Quang chọc cười ha hả lắc đầu. Không có không có, sao đệ có thể làm chuyện tệ hại đó được. 2 năm qua hắc báo bang cũng tẩy trắng hết rồi, không kinh doanh mấy thứ này nữa. Tôi thầm nghĩ có quỷ mới tin, nhưng việc trước mắt không phải là quan tâm chuyện này. Tôi quay về nhà khách, mở máy tính đọc email lão yêu gửi, tất cả là ghi chép trò chuyện của Sở Yên cùng một người khác. Nickname của người này là Heo Không Sợ Chết, hai người quen nhau từ nửa năm trước. Ban đầu chỉ là tán gẫu bình thường, bỗng một hôm Heo Không Sợ Chết nói với Sở Yên, Tiểu Yên, thật ra tôi là kẻ lừa bán người, bạn có sợ không? Sở Yên trả lời, thật chứ, bạn đã lừa bán ai rồi? Rất nhiều, nam, nữ, trẻ em, tôi không lừa bạn, tất cả đều đáng tội. Tại sao? Tôi không tiện giải thích,
chuyện này có liên quan tới kinh nghiệm của tôi. Cứ như vậy đi, nếu muốn cho tôi vào blacklist thì cứ tự nhiên. Có vẻ Sở Yên rất hứng thú đối với người này, cứ cố hỏi nguyên do. Hôm sau người đó gửi tới một tin nhắn thoại, hai người nói chuyện với nhau hàng giờ liền. Đây thật đúng là làm khó tôi, phần quan trọng nhất thì lại không có ghi chép, tôi chỉ có thể tiếp tục kéo xuống, định đoán xem rốt cuộc hai người nói với nhau những gì. Không ngờ sau đó hai người lại trở nên rất thân, không giấu giếm nhau bất cứ thứ gì, rốt cuộc là tên buôn người này làm cách nào để cảm động Sở Yên. Chẳng lẽ một thiếu nữ không vướng bụi trần lại thích một gã đàn ông nguy hiểm, còn là một tên buôn người, chuyện này cũng quá. Hai người thậm chí còn nói về chi tiết việc lừa bán, ví như lúc đó heo không sợ chết gửi một tin nhắn thoại. Sở Yên hỏi ai đang khóc vậy? Heo đáp, ha ha, là một phụ nữ tôi vừa lừa được, chính là người lần trước tôi nói với bạn, cô ta đáng tội. Sở Yên nói, thật tàn nhẫn. Heo nói, tôi định sẽ đưa cô ta tới vùng nông thôn Sơn Tây, hy vọng cô ấy thích nơi đó. Heo không sợ chết này rất cẩn trọng, những tin tức mấu chốt hắn đều dùng tin nhắn thoại, có lẽ đã sớm dự liệu được sẽ bị người ta chụp lại ghi chép nói chuyện. Sau đó hai người lên một kế hoạch điên rồ, nội dung cụ thể lại là tin thoại. Cuối cùng Sở Yên nhắn, tôi chẳng còn sống được bao lâu, hy vọng mấy ngày cuối đời có thể hoàn thành kế hoạch này. Heo không sợ chết vui vẻ đồng ý, bảo cô bé tới chu khẩu gặp mặt. Xem xong cuộc đối thoại này, tôi đoán heo không sợ chết cũng không phải con buôn bình thường. Nếu hai người đã biết liên thủ làm chuyện này, chứng tỏ hắn là một tội phạm chính nghĩa, lấy bạo chế bạo. Chuyện này làm tôi nhớ tới một tin hồi trước trên TV, có một cô gái bị người thân lừa bán, sau đó lập kế bán ngược lại người đã bán mình. Việc Sở Yên bỏ nhà đi, vốn tưởng chỉ là một thiếu nữ sắp chết nên muốn ra ngoài, ai ngờ lại dính đến nhiều chuyện như vậy. Khiến tôi cảm thấy sự việc càng ngày càng thú vị, có điều trước mắt vẫn chỉ là màn sương mù, chưa rõ tung tích của cô bé ở đâu. Cả ngày mệt mỏi, 10 giờ tối vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ. Sáng hôm sau thức dậy vẫn còn nghe tiếng Quang chọc ngáy như sấm phòng bên, ngại mang theo hắn phiền phức nên tôi gọi Tống Tinh Thần dậy, hai người ăn qua bữa sáng rồi tới bến xe. Bến xe buổi sáng đông đúc, một chiếc xe chuẩn bị xuất bến, nhân viên bán vé hô lớn địa điểm, cũng có mấy xe là từ bên ngoài lái vào, từng tốp nông dân đi chợ bước xuống. Tôi tìm nhân viên bến, muốn xin một lịch trình xuất bến, lần lượt hỏi những tài xế xuất bến lúc 8 giờ. Có một tài xế nhận ra Sở Yên, la lên, tôi đã nhìn thấy cô bé này, hôm đó ngồi xe một mình, nhìn rất đáng thương. Trên đường có hai tên lưu manh quấy rầy, bị tôi mắng cho chạy mất dép. Tôi hỏi, cô ấy xuống xe ở đâu? Huyện Khai Bình. Tài xế đáp không nghĩ ngợi. Lúc xuống xe cô ấy đi một mình hay có người đón? Một mình. Phải rồi, mà các anh là ai? Tài xế cảnh giác hỏi ngược lại. Tôi trả lời qua loa, rồi gọi điện cho Quang Trọc, bảo hắn mau tới đây. Không kịp ngồi chuyến xe này nữa, hơn 9 giờ Quang Trọc mới lững thững tới, chúng tôi đành gọi taxi, lúc đi tôi không quên gọi điện cáo biệt Hoàng đội trưởng, cảm ơn anh ta đã chiếu cố. Vừa biết được đã nghe ngóng ra tung tích Sở Yên, Quang Trọc liền hưng phấn, Tống ca, tin đó có tin được không? Tiểu Yên đến đó làm gì, đệ chưa từng nói chuyện cùng cô ấy, ca nói xem, đệ mặc đồ thế này sẽ không hù dọa cô ấy chứ. Tôi dặn dò, nhắc trước, ngươi trước mặt cảnh sát thì thu cái chất giang hồ lại, đừng tùy tiện nói chuyện, mà tốt nhất là đừng nói gì. Quang Trọc lôi kính râm trong túi bụng ra, đeo rồi nghiêm trang ngẩng đầu lên, đệ không nói câu nào, sẽ đóng giả thành vệ sĩ đứng sau Tống ca, ca thấy ổn không? Tôi cười, nhớ đấy. Nơi đây thuộc về đồng bằng Hán Trung, nhưng đường vẫn tương đối gồ ghề. Vừa ăn sáng xong khiến bụng tôi khó chịu, Tống Tinh Thần liền lấy tô hợp hương ra, cho tôi ngậm một viên. Phương pháp chế dược của Võ Tống quả nhiên điêu luyện hơn tôi, viên thuốc rất mịn, tan ra trong miệng là một luồng khí mát lạnh thông lên não, cảm giác say xe tức thì biến mất. Quang Chọc bên cạnh tò mò nhìn, tôi cho hắn một viên, hắn để trong tay quan sát, bỏ vào miệng, sau đó kêu lên, thoải mái. Thoải mái, Tống ca, thuốc của ca thật là đỉnh. Tài xế nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quái, tôi lúng túng chữa thẹn, kẹo bạc hà thôi, nói bậy gì vậy? Tống Tinh Thần lạnh lùng nói, tên đầu chọc này đóng vai hài rất có tố chất. Tôi cười gật đầu, phản ứng của tên này rất khôi hài, nếu sau này không làm xã hội đen nữa thì nên cân nhắc lấn sân vào làng giải trí.
Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 577, Án Diệt Môn. Buổi trưa chúng tôi tới huyện Khai Bình, xuống xe thì Quang Trọc thuận miệng hỏi, thuốc trên người Tiểu Yên chắc sắp hết. Câu này nhắc nhở tôi, rất có thể cô bé sẽ qua hiệu thuốc mua thêm. Vì vậy chúng tôi chia hai đường, Quang Trọc cầm ảnh Sở Yên đi hỏi các hiệu thuốc, phòng khám bệnh, còn tôi tới đồn công an xin giúp đỡ. Tôi dặn hắn rất kỹ lưỡng, tuyệt đối không được nổi nóng với người khác. Tới đồn công an, tôi trình giấy giới thiệu của bộ, nói là đang đuổi bắt một phạm nhân, trưởng công an rất nhiệt tình, còn định mời cơm. Tôi nói, việc rất khẩn cấp, miễn cơm nước, tôi muốn mượn ngài mấy cảnh sát. Chuyện này, trưởng công an có vẻ khó xử, thật không dám giấu. Cảnh sát hình sự ở chỗ chúng tôi chỉ chưa tới 10 người, mấy ngày nay lại xảy ra một vụ án mạng, đang đi điều tra hết rồi. Án mạng thế nào? Tôi hỏi. Ở dưới nông thôn, cụ thể thì hầu cảnh quan đang điều tra, giờ anh ấy không có ở đây, hay là chúng ta cứ ăn một bữa trước đi? Ông ta nói. Tôi từ chối lia lịa, thầm nghĩ công an không giúp được thì coi như xong, định cáo từ rời đi thì có chiếc xe cảnh sát dừng bên ngoài, một cảnh quan bước xuống, đang gọi điện thoại, giọng rất lớn, cái gì? Hôm qua anh nói là mai đến, hôm nay lại nói chưa đến được, rốt cuộc khi nào pháp y thành phố mới tới? Sếp à, vụ án này tôi không trì hoãn được nữa, nạn nhân nằm nhà xác đã 3 ngày rồi, van anh mau phái người tới. Sau đó tức giận cúp máy, trưởng công an nói với tôi, đó chính là hầu cảnh quan. Tiểu hầu, có hai đồng chí ở Nam Giang tới, về đúng lúc, cùng ăn bữa cơm. Hầu cảnh quan tức giận xua tay, tôi không rảnh tiếp khách, tự mấy người đi đi. Trưởng công an cười, tên này tính khí bướng bỉnh, cậu đừng phiền lòng. Tôi nói với hầu cảnh quan, ngại quá, vừa nghe anh nói chuyện, đang thiếu pháp y nghiệm thì sao? Thì sao? Hầu cảnh quan nhướng mày nhìn tôi. Tôi đưa giấy chứng nhận ra, tôi có thể giúp anh khám nghiệm tử thi. Hầu cảnh quan nghi ngờ nhìn tôi, nói vậy anh là pháp y. Trông cậu rất trẻ, có kinh nghiệm không? Lần này là đại án diệt môn, không phải là chuyện đùa. Anh đã từng phá án chưa? Tôi gật đầu, đã có kinh nghiệm. Hầu cảnh quan nói, hừ, nói hàm hồ, nhìn cái là biết chẳng phá được mấy vụ án. Thôi thì cứ tạm tin anh một lần, đi thôi. Tôi cười, được. Hầu cảnh quan gọi mấy cấp dưới đi cùng, Tống Tinh Thần nhỏ giọng hỏi tôi, tiểu thiếu gia, ngươi thích xen vào chuyện người khác thế à? Tôi đáp, nói không chừng có liên quan tới cô bé, mà dù không liên quan, bán một cái nhân tình cũng tốt. Ở đây lạ nước lạ cái, có cảnh sát giúp đỡ sẽ dễ dàng hơn việc đơn đả độc đấu. Cùng chúng tôi tới nhà xác có hầu cảnh quan, lái xe và một người giống nhân viên kỹ thuật, đeo kính gọng đen, lịch sự. Hầu cảnh quan nói chuyện cũng lộ ra một sự lỗ mãng, cảm giác như có chỗ dựa rất lớn, tôi không nhịn được, hỏi, hầu cảnh quan, anh với trưởng công an huyện có quan hệ ruột thịt. Hầu cảnh quan cả kinh, sao anh biết? Tôi lười giải thích cặn kẽ, chỉ ném ra một câu, lông mày hai người rất giống nhau. Hầu cảnh quan cười lớn, ông ấy thực ra là cha tôi, có điều anh đừng xem tôi như quan nhị đại, trước giờ tôi chưa hề dựa vào ông ấy. Lát sau chúng tôi tới nhà xác. Trong một gian phòng đặt 3 cái xác, trên người phủ khăn trắng, để tránh thi thể phân hủy nên máy lạnh mở rất thấp, chân thi thể lộ ra ngoài đều kết một lớp băng giá. Tôi nói với hầu cảnh quan, giữ gìn thi thể, nhiệt độ trong phòng chỉ cần 5 đến 10 độ C, nếu thấp quá, ngược lại sẽ tổn thương đến xác. Đây là kiến thức cơ bản, hầu cảnh quan vẻ mặt lúng túng, nhưng miệng vẫn cứng rắn, điều này đương nhiên tôi biết rồi, nhất định là nhân viên nhà xác làm việc bất cẩn, tôi sẽ nói họ sau. Tôi điều chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, 3 cái xác bị đông cứng như đá, nếu như kéo rèm bị tia cực tím xuyên vào sẽ tăng tốc độ phân hủy, do vậy không dùng ô nghiệm thi được. Nạn nhân là 2 nam 1 nữ, hầu cảnh quan nói sơ qua tình hình một chút. Nạn nhân là thôn dân ở Hồi Long Cương phía Nam, 2 nam giới là anh em, từ Khai Phúc, từ Khai Nghĩa, hơn nhau 14 tuổi. Cha mẹ hai người mất sớm, người anh ra ngoài đi làm nuôi em, sau đó em trai tốt nghiệp trung học, cũng đi làm công trình theo anh. Một thời gian sau, không muốn làm thuê nữa nên quay về tự trồng nấm, kinh tế so với trong thôn không đến mức tệ, mới xây xong căn nhà 2 tầng. Nạn nhân nữ là vợ của Từ Khai Phúc, hai vợ chồng năm nay đã ngoài 40, có một đứa con 10 mấy tuổi đi học bên ngoài, còn chưa biết nhà xảy ra chuyện. Người phụ nữ này tính cách đanh đá chua ngoa,
trong thôn đã có tiếng. Có lần Từ Khai Phúc quan hệ bất chính với Vương Quả Phụ, bị bà xã đến tận nơi đánh ghen, náo loạn cả thôn. Tôi hỏi, người em kết hôn chưa? Hầu Cảnh Quan nói, hồ sơ do cán bộ thôn cung cấp ghi là chưa, nhưng theo tôi điều tra mật thì 2 năm trước Từ Khai Nghĩa có cưới một người, khả năng là không đi đăng ký. Chuyện này ở nông thôn rất hay gặp. Thế vợ anh ta đâu? Tôi hỏi. Không biết. Mà anh rốt cuộc là tới nghiệm thi hay là điều tra án? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Vụ án là tôi phụ trách chứ không phải anh. Hầu Cảnh Quan bực dọc nói. Tôi cười. Rồi rồi, tôi nghiệm thi. Vén tấm vải trắng lên, tôi rút đôi găng tay cao su trong túi ngực ra. Hầu Cảnh Quan hỏi. Tiểu đồng chí, anh không cần dụng cụ gì sao? Tôi chỉ vào mặt mình, đôi mắt, ai, tay. Còn có cái này. Tôi rút thính cốt mộc ra. Hầu Cảnh Quan kinh ngạc trợn mắt, hai cảnh sát đứng cạnh cũng thấy khó mà tin nổi. Hầu Cảnh Quan la lên, anh đến để tấu hài à, như vậy thì làm sao mà nghiệm. Tôi vẫn luôn nghiệm như vậy. Tôi nhàn nhạt đáp. Cho nên anh mới không phá được án. Hầu Cảnh Quan châm chọc. Thực ra thì tôi đã phá không ít án mạng. Tôi nhếch mép. Hiệu suất là bao nhiêu? Nói nghe thử chút. Tôi biết anh ta sẽ chẳng tin, nhưng vẫn nói, 100%. Cả ba cảnh sát bật cười, Hầu Cảnh Quan lại càng cười to hơn, vỗ đùi nói, 100%. Tiểu đồng chí, nói phét không ngượng mồm à. Tôi biết rồi, tôi biết anh làm gì rồi. Tôi làm gì? Trong giấy chứng nhận kia viết cái gì mà cố vấn hình sự, anh nhất định là dựa vào quan hệ để đi trải nghiệm cuộc sống. Hầu Cảnh Quan khẳng định, trải nghiệm cuộc sống. Tôi dở khóc dở cười. Đúng vậy, nhìn cái bộ dạng thư sinh, anh đại khái chỉ là đi theo công an trải nghiệm cuộc sống. Nói thật cho anh biết, hiệu suất phá án 100% là bất khả thi, trong đội ngũ cảnh sát, không ai dám dùng nó ra để khoác lác. Tôi lười tranh cãi, nói, Hầu Cảnh Quan, tôi cứ nghiệm thi cái đã. Được, anh nghiệm đi, coi như là tham khảo ý kiến được rồi. Anh cũng đừng có bốc phét linh tinh nữa, không lại làm trò cười cho pháp y thành phố. Người ta mới là chuyên gia đấy. Hầu Cảnh Quan dặn dò. Tôi cười khổ. Rồi rồi, nhất định tôi sẽ cầu thị. Chương 578, nghiệm thi tốc độ cao. Tôi đại khái kiểm tra 3 nạn nhân, sử dụng thính cốt mộc nghe ổ bụng, thi thể bị đông cứng, không ngờ dùng thính cốt biện âm lại có hiệu quả ngoài ý muốn. Nghe qua một lượt, dùng tay chuyển động khớp xương của họ, vạch mí mắt, cậy miệng xem xét. Nguyên nhân cái chết đã rõ ràng. Tôi bảo tinh thần ra ngoài mua mấy thứ, hắn gật đầu rồi đi. Hầu Cảnh Quan đã có vẻ hết kiên nhẫn, cau mày, tiểu đồng chí, rốt cuộc có nghiệm được không? Không được thì nói thẳng, sao còn gọi cứu viện? Tôi giải thích, không phải là gọi cứu viện, tôi chỉ nhờ bạn đi mua ít nguyên liệu thôi. Thật sao? Hầu Cảnh Quan bán tín bán nghi, vậy anh thử nói chút xem, thời gian tử vong là khi nào? Hầu Cảnh Quan này thuận miệng hỏi. Lại đúng là vấn đề khó, ba cái xác đã bị đông lạnh, độ cứng với độ giãn đồng tử mâu thuẫn nhau. Theo thi cương thì đại khái là 1 ngày rưỡi, nhưng đồng tử sớm đã giãn hết, là đặc điểm chết đã 2 ngày trở lên. Có điều mức độ thối giữa nội tạng thì không sai được, tôi đáp, 54 tiếng trở lên. Hầu Cảnh Quan suy nghĩ một lát, rồi kinh ngạc nói, mẹ ơi, lại rất chuẩn. Anh đoán bừa. Tôi cười, đúng, để tôi đoán bừa tiếp cho anh nghe. Được. Dù sao cũng muốn nghe một chút. Tôi đến bên xác Từ Khai Phúc, kiểm tra nhanh, giải thích nguyên nhân chết của Từ Khai Phúc là một dao ở cổ họng. Dao này chém rất sâu, cắt đứt khí quản và thực quản, từ hướng của vết thương cho thấy là vuốt từ trái sang phải, hung thủ là người thuận tay phải. Một dao này chém từ phía chính diện, điều này tương đối hiếm thấy, hơn nữa nạn nhân ở vào trạng thái không hề phòng bị khi trúng dao. Bởi qua thính cốt biện âm tôi phát hiện trước khi chết hai tay giang ra, giống như đang làm động tác ôm. Bị chém một dao, nạn nhân không chết ngay. Anh ta có vẻ kinh ngạc, lùi về sau mấy bước, giơ tay cản. Lúc này hung thủ lại chém tiếp một dao, rạch một đường trên cẳng tay và bắp tay anh ta, co cánh tay lại, sẽ phát hiện vết thương này liền một đường. Sau gáy nạn nhân có một vết lõm, là ngã mạnh ra sau đập vào, vết lõm hình cánh cung, giống như là thành lan can. Tại sao tôi lại không cho rằng là do gậy đánh? Bởi vì vết lõm này chịu lực rất đều và nằm trên một đường ngang. Trừ khi hung thủ cầm gậy cả hai tay đẩy về phía trước, tay trái tay phải không lệch nhau chút nào mới có thể gây ra vết thương như vậy.
dựa vào độ ngưng kết tiểu cầu ở vết lõm là bị thương trước khi chết. Tôi dùng thính cốt mộc nghe khớp xương nạn nhân thì phát hiện, trước khi chết, anh ta có tư thế quỳ hai chân, cơ thể hơi hướng lên, đây là một động tác rất lạ. Trong sinh hoạt hàng ngày người Trung Quốc không có thói quen ngồi kiểu quỳ, trừ khi là trên giường, cho nên tôi đoán, nạn nhân chết trên giường, hai chân quỳ, cơ thể ngửa về phía sau, đầu đập vào thành giường. Sau khi nói xong, quay đầu lại nhìn, ba cảnh sát đang đầy hoang mang, hầu cảnh quan lắp bắp nói, Tống. Tống cố vấn, không phải anh đã nhìn thấy ảnh hiện trường ở đâu rồi chứ? Tôi đáp, tuyệt đối không. Lợi hại. Anh nói cứ như là tận mắt thấy vậy, tôi thừa nhận anh quả thật có tài, bội phục bội phục. Hầu cảnh quan nhìn tôi đầy khâm phục, Tiểu Vương, đi lấy sấp ảnh trên xe xuống đây. Tôi cười, vậy chúng ta tiếp tục. Hầu cảnh quan hỏi, có một việc tôi chưa rõ lắm, trên người nạn nhân sao lại chỗ xanh chỗ tím? Chuyện này đương nhiên tôi có chú ý tới, ban nãy qua thính cốt biện âm, tôi phát hiện nội tạng của nạn nhân cũng bị tổn hại tương đối, hẳn là đã xảy ra đánh nhau kịch liệt. Tôi đáp, bị đánh. Nhưng chẳng phải anh nói, hung thủ đánh lén bất ngờ sao? Lúc đó nạn nhân hoàn toàn không có phòng bị, điều này không mâu thuẫn à? Nếu hung thủ và nạn nhân đã đánh nhau, làm sao có thể không phòng bị gì chứ? Hầu cảnh quan đưa ra nghi vấn. Tôi chỉ vào cái xác thứ hai, Từ Khởi Nghĩa cũng đầy vết bầm tím trên người, nói, hai anh em họ đánh nhau. Hầu cảnh quan vỗ đầu một cái, ai ra, sao tôi không nghĩ tới nhỉ? Nhưng tại sao? Tôi cười, chúng ta phân tích từng bước một. Việc này tôi xen vào coi như là đúng rồi, anh em đánh nhau, người ngoài ngư ông đắc lợi, vụ án này toát ra một cảm giác hết sức quen thuộc, tôi phảng phất đã thấy hình bóng Sở Yên trong vết máu. Cho nên chuyện tiếp theo tôi sẽ có giấu giếm, đương nhiên sẽ không lừa dối hầu cảnh quan, mà là nói không hết lời thôi. Vết thương chí mạng của người em đặc biệt rõ ràng, ngay trên cổ, bị người ta dùng dao đâm. Ở đây tôi chú ý một điểm rất trùng hợp, hung khí cũng là một con dao có lưỡi cưa. Nó rất có thể là hung khí trong vụ án trước. Một dao này đâm vào cổ người em rất sâu, có thể thấy một chấm máu đằng phía bên kia, chứng tỏ lúc ra tay, vị trí của hung thủ rất ổn, khả năng là nạn nhân không thể nhúc nhích. Hơn nữa dao này là đi thẳng xuống dưới, tôi đoán nạn nhân là nằm trên đất, hung thủ ngồi xổm, đâm một dao vào cổ anh ta. Tại sao nói như vậy? Bởi tôi phát hiện trên đầu nạn nhân có những vết xước dày đặc, có những mảnh cứng màu trắng được tìm thấy trong kẽ nứt là bị đập bởi một đồ gốm sứ nào đó. Vết đập khá nặng khiến nạn nhân rơi vào trạng thái toàn thân co cứng, trong miệng nạn nhân có nước bọt đông đặc, khóe miệng cũng rỉ ra một ít. Lưỡi bị răng cắn sứt, những dấu hiệu này giống như bị động kinh, nhưng thật ra là do vùng đầu bị chấn động mạnh gây nên. Mặc dù trong lòng đã có hình ảnh mơ hồ, nhưng tôi vẫn tự mình chứng thực một chút, theo phương hướng bị đập, người ra tay cao hơn hung thủ, ít nhất cũng phải 1m80. Tôi dùng tay đo bàn chân của cái xác đầu tiên, tính toán một chút, người anh cao vừa đúng khoảng 1m8. Ngoài việc đó, trên thân thể hai người có những vết thương tương ứng với nhau, ví như trên mặt em trai có vết cào, thì móng tay người anh có vết da, bụng người anh có một vết đạp, chiều dài tương đương bàn chân người em. Hai anh em này lớn lên cùng nhau, ở cùng một nhà, sau đó lại cùng làm ăn, chắc hẳn quan hệ không tồi, sao trước khi chết lại đánh nhau như kẻ thù. Tôi thầm nghĩ, Sở Yên à, cô quả thật là một ác ma xinh đẹp. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 579, Khởi Thi Thuật. Hầu cảnh quan hỏi, Tống cố vấn, hai anh em nhà này tại sao lại đánh nhau? Tôi đáp, có thể là bởi vì một chuyện nào đó dẫn đến mâu thuẫn. Cái câu trả lời này đúng là nhảm, hầu cảnh quan lại nghiêm túc suy nghĩ, có thể thấy thái độ của anh ta đối với tôi đã thay đổi rất nhiều. Anh ta hỏi, cụ thể là gì, anh có ý kiến không? Tôi đáp, chuyện này nghiệm thi thì không ra được. Hầu cảnh quan cười lớn một tiếng, nói vậy thì, mâu thuẫn giữa hai anh em còn cần phải tới thôn kia tìm hiểu một chuyến. Lúc này hai cảnh sát viên đi vào, tay cầm một cái phong bì, hầu cảnh quan nhận lấy, nói, Tống cố vấn, đây là những bức ảnh chụp hiện trường, anh có muốn xem không? Tôi nhận phong bì, mở ra xem. Hiện trường tương đối bừa bộn, tường và đất dính đầy máu, đổ. Gia dụng trong nhà đổ vỡ lung tung. Thi thể người anh dựa vào khung thép thành giường, thi thể người em thì nằm ở lối vào. Tôi hỏi,
Gian nhà này là ai ở? Người Anh, Từ Khai Phúc. Hầu Cảnh Quan đáp. Tôi gật đầu, tiếp tục lật xem, thi thể nữ ngã dưới đất, hai chân co lại, hai tay giống như đang ôm chặt cái gì phía trước. Mắt trợn lớn như lồi con ngươi ra ngoài, lỗ mũi có hai vết máu đã đông đặc. Hầu Cảnh Quan chỉ người phụ nữ, nói đây là một điểm nghi vấn lớn của vụ án, tử trạng của người phụ nữ được phát hiện trong sân rất quái dị. Tôi và đồng nghiệp đã thảo luận qua, có người cho rằng phần đầu bị chấn động dẫn đến co giật, theo Tống cố vấn thì sao? Tôi nói, cứ xem thi thể trước đã. Tôi trả lại tập ảnh cho anh ta, lúc này Tống Tinh Thần cũng đã quay về, tôi bảo để những thứ tôi cần lên bàn. Vết thương chí mạng của nạn nhân nữ Vũng rất dễ nhìn, ở trách bên trái xương sọ. Là một vết đập rất mạnh khiến một mảng sọ lõm xuống, da đầu bị tổn hại nghiêm trọng, vết thương rỉ ra huyết dịch cùng với não. Tôi dùng tay đo miệng vết thương, đại khái hiểu được hung thủ ra tay thế nào. Hung khí có thể là cái chân ghế, vì hình dáng tương tự mà vết thương dính đất cùng với cát. Tôi nói chuyện này cho Hầu Cảnh Quan, bảo anh ta tìm ADN nạn nhân trên chân ghế để lại tại hiện trường. Tôi nhắm mắt, tưởng tượng ra vụ án. Nạn nhân nữ lúc đó hẳn là đang quỳ dưới đất, hung thủ đứng bên trái nạn nhân, hai tay cầm ghế, nặng nề đập một phát. Nạn nhân bị choáng tại chỗ, ngã ngửa ra sau, co giật, vì vậy mới tạo ra tử trạng quái dị mà Hầu Cảnh Quan nói. Sau khi nghĩ ra được nó xảy ra như thế nào, còn phải nghĩ xem tại sao nạn nhân lại làm động tác như vậy, tại sao không hề phòng bị, chịu một đòn của hung thủ. Cánh tay phải của nạn nhân nữ có vết xước, giống như là dao gây ra, nhưng đều không quá sâu, hơn nữa tương đối lộn xộn, nhất thời tôi chưa nghĩ ra là tại sao. Tôi nhấc cánh tay nạn nhân lên, để ý thấy có một vết xước rất dài, phản ứng đầu tiên là do dùng tay không đoạt dao gây ra. Nhưng nhìn kỹ thì không giống lắm, vết xước này giống bị ép thành hơn là bị rạch. Phần gốc ngón cái cũng có vết chảy nhẹ, tôi đoán nạn nhân đã cầm chặt trong tay vật gì đó sắc bén, mảnh kính hoặc là mảnh sảnh sứ chẳng hạn, chị ta đã định phản kháng. Tức là vẫn có hai vấn đề trước chưa được giải đáp, cho nên tôi định sẽ sử dụng khởi thi thuật. Bởi vì nạn nhân nữ chết rất đột ngột, cộng thêm sau khi chết bị đặt trong hoàn cảnh nhiệt độ cực thấp, vẫn duy trì độ đàn hồi cơ bắp. Là trạng thái lý tưởng để dùng khởi thi thuật, cũng nhân tiện thỏa mãn cái tính biến thái ẩn trong đầu tôi. Lấy một cây gậy dài trong túi tinh thần mang về, buộc chun vào hai đầu thành một nút thắt, sau đó đeo vào hai tay nạn nhân. Hầu Cảnh Quan khó hiểu, hỏi: Tống cố vấn, đây là kỳ chiêu gì? Giống như múa rối gỗ vậy. Tôi nói, làm, phiền anh cầm một bên. Sau đó gọi cảnh sát viên bên cạnh lại, anh cầm một bên, kéo căng dây chun, nhưng đừng căng quá. Rồi, chính là như vậy. Hai người tay giơ cây gậy, mặt đầy ngu ngù. Tôi nhờ họ giữ im tư thế, sau đó dùng kim châm vào mấy nơi, chuẩn bị xong xuôi. Tôi nói, các vị, hiện tượng sắp xảy ra là hoàn toàn có cơ sở khoa học. Xin đừng hoảng sợ. Hầu Cảnh Quan run bần bật. Tống cố vấn, anh nói thế mới càng sợ hơn đấy. Tôi cười, chỉ là vô tình chứ không muốn hù dọa họ, liền nói thẳng, tôi sẽ làm thi thể cử động, lặp lại động tác của chị ta trước khi chết. Việc này không hề có liên quan đến hồn ma, mà chỉ đơn thuần là điện sinh học trong cơ thể tác dụng. Hả? Hầu Cảnh Quan trợn hai mắt. Cử động, Tống cố vấn, hay là khỏi đi? Sợ à? Tôi liếc một cái. Sợ? Tôi làm gì biết sợ chứ, chỉ là dọa hai người họ chút thôi. Hầu Cảnh Quan mạnh miệng. Tôi chẳng dài dòng với anh ta, bảo Tống Tinh Thần nhấc bả vai nạn nhân lên, sờ sờ rồi đâm một kim vào huyệt tương ứng. Sau khi cây kim cuối cùng được đâm vào, thì thể chợt giật một cái. Ai yêu? Một cảnh sát viên kinh hô, đội trưởng, xác chết động đậy. Nói bậy nói bạ, nhất định là tay cậu run. Hầu Cảnh Quan biến sắc. Không không, không phải tôi thật mà. Cảnh sát viên hốt hoảng. Tôi trấn an họ lần nữa, đây chỉ là một phương pháp nghiệm thi, người đã chết rồi, mà vật vô tri vô giác thì có khác cái bàn cái ghế chỗ nào. Hầu Cảnh Quan nuốt nước bọt, nếu cái bàn mà có hình dáng như vậy, đảm bảo tôi không dám ăn cơm. Tôi cười, xem ra điện bên trong xương sống nạn nhân hơi yếu, vì vậy lấy nam châm ra, nhẹ nhàng vuốt từ dưới lên trên, chỉ thấy cánh tay nạn nhân như co quắp, từ từ cử động, dần dần đưa lên. Á, cử động. Hầu Cảnh Quan sợ hãi la lên. Tôi sợ họ sẽ buông tay, vội bảo Tinh Thần, thay người. Tôi với Tống Tinh Thần một trái một phải đỡ lấy cây gậy, ba cảnh sát bị dọa sợ lùi đến chân tường, hai mắt trố ra nhìn.
cánh tay nạn nhân động tác giống như đang chém, lần lượt đưa về phía trước, nhìn cánh tay trắng ởn, tôi đã hiểu ra. Được rồi, thu lại. Tôi nhanh chóng thu hết những thứ này, Hầu cảnh quan vẫn còn chưa hết sợ, nói, Tống cố vấn, chiêu này là ai dạy anh vậy? Tôi nói, cái này giải thích sau, vừa rồi anh đã thấy động tác của nạn nhân chưa? Thấy rồi. Hầu cảnh quan diễn tả lại một chút, đây là động tác gì? Tôi bảo họ lùi lại, sau đó nằm xuống đất, bắt chước tư thế của nạn nhân, trước khi chết, nạn nhân nằm dưới đất thế này. Sau đó tay tôi cầm thính cốt mộc, tay chị ta siết một mảnh kính hình tam giác hoặc mảnh sứ, đâm xuống đất giống như thế này. Đây là đang làm gì? Hầu cảnh quan hỏi. Chị ta đang cố giết ai đó. Tôi kết luận. Cái gì? Ý anh là, nạn nhân đã từng tấn công ai đó, người này là ai? Hầu cảnh quan hỏi. Trên thi thể hai nạn nhân trước cũng có một số vết thương không đối ứng, cho nên người bị nạn nhân đè lên là một trong những kẻ sát nhân. Một trong những kẻ sát nhân, ý anh là... Hầu cảnh quan như có điều ngộ ra. Đúng. Tôi đứng dậy, nhìn quanh mọi người, nói, thực ra hung thủ có hai người. Chương 580, Quang Trọc bị tập kích. Chợt phát hiện trên tay nạn nhân nữ có một sợi tóc mềm, ước chừng chỉ khoảng một gang tay, giống tóc thiếu nữ, tôi len lén giấu đi. Hầu cảnh quan cầm ảnh hiện trường lật sở ra xem, đột nhiên kinh hô một tiếng, quá thần, anh nói không sai chút nào, mau nhìn chỗ này. Ở một góc phòng quả nhiên có mảnh vụn đĩa sứ, còn dính máu, nhân viên hiện trường mặc dù cũng ghi nó vào sổ, nhưng họ không coi đây là chuyện quan trọng. Trên đó có ADN của hung thủ, đúng không Tống cố vấn? Hầu cảnh quan hưng phấn la lên. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại có sự khó chịu không nói thành lời, người bị nạn nhân đè xuống đâm, có thể là Sở Yên. Sở Yên lần này lại sử dụng thủ đoạn tương tự, để bạn mình bán mình vào đây, dùng sự xinh đẹp và giảo hoạt để kích động mâu thuẫn giữa hai anh em. Đàn ông trước mặt phụ nữ đẹp, IQ sẽ về không, nhất là trước mặt một cô gái chưa ai vượt qua được sự cám dỗ như thế này. Kế hoạch của cô bé rất thành công, người anh đánh ngã người em, sau đó bước tới bên giường định ôm Sở Yên một cái. Không ngờ bị cô bé chém vào cổ, lúc người anh ngửa ra sau né tránh, cô bé lại chém một nhát nữa, người anh đập đầu vào thành giường chết. Sở Yên nhảy xuống, một dao đâm vào cổ người em đang nằm trên đất, đưa hắn trầu trời. Nhưng vạn lần không nghĩ tới, vừa bước ra khỏi cửa thì Sở Yên bị người vợ ghen tuông tập kích. Hiển nhiên cô bé không phải đối thủ của bà ta, người dâu trưởng đè Sở Yên xuống đất, tay cầm mảnh sứ đấm liên tiếp, tôi nghĩ vết thương sẽ ở cánh tay hoặc trên bả vai. Đúng lúc Sở Yên sắp bị giết thì người bạn kia đến kịp, cầm cái ghế đập mạnh một phát vào đầu bà ta, cứu cô bé. Đây là căn cứ vào thông tin hiện giờ mà tôi dựng lại hiện trường như vậy. Dĩ nhiên là tôi nói với Hầu cảnh quan là một phiên bản khác, lược bỏ một số chi tiết. Nguyên tắc của tôi là không lừa dối anh ấy, nhưng không thể để anh ấy bắt được Sở Yên trước tôi. Trong mắt người ngoài, Sở Yên là một kẻ điên, một tội phạm giết người, một ác ma, nhưng tôi thì biết. Trái tim cô bé còn thuần khiết hơn cả kim cương, tôi đã âm thầm quyết định, trước khi Sở Yên chết, tuyệt đối không để cô bé bị bắt. Giống như ông nội năm xưa, tôi sẽ bảo vệ chính nghĩa bên ngoài luật pháp. Nghe tôi tả lại vụ án, Hầu cảnh quan rất cảm kích, cái gì mà chuyên gia pháp y thành phố, tôi khỏi cần mời nữa. Tống cố vấn, anh đúng là chân nhân bất lộ tướng. Anh lợi hại như vậy sao không chính thức gia nhập đội ngũ công an? Tôi không muốn giải thích nhiều, đáp, tôi làm cố vấn cũng tốt mà. Phải rồi, Hầu cảnh quan, lát nữa anh phải xuống hiện trường à? Đi, nhất định phải đi chứ. Hầu cảnh quan gật đầu. Tôi cũng muốn đi cùng xem sao. Tôi đề nghị. Hầu cảnh quan vỗ vai tôi, cười lớn, không thành vấn đề, tôi mong anh đi còn chẳng hết ấy chứ. Ai ra, cũng hơn một giờ rồi, tôi mời anh ăn cơm, cơm nước xong chúng ta xuống hiện trường. Kỳ thật tôi cũng đói cồn cào rồi, thấy Tống tinh thần không ý kiến gì, tôi liền gật đầu. Ra ngoài, tôi gọi điện cho Quang Trọc hỏi thăm thì thấy không nghe máy, tôi bèn nhắn cho hắn một tin, nói khi đọc được thì liên lạc với tôi. Vụ án có tiến triển, tâm trạng Hầu cảnh quan rất vui, dọc đường đi vừa cười, nói rằng trên đời chưa từng phục ai, chỉ phục tôi. Còn bảo tôi dành thời gian rảnh kể cho anh ta nghe những phương pháp thần kỳ. Chợt Tống tinh thần huých huých tôi, nhỏ giọng nhắc nhở, có kẻ theo dõi. Vừa quay đầu lại nhìn thì thấy khúc cua ngay chỗ cột điện,
có 3-4 cái đầu vội vã rụt về, nhìn cũng biết lai giả bất thiện. Tôi nói với tinh thần, ta không muốn đoán thân phận chúng, cũng lười chơi trò mèo vờn chuột, trực tiếp một chút đi. Tống tinh thần gật đầu nhếch mép, ta sẽ cố không làm chúng tàn tật. Vừa nói, hắn vừa sải bước về phía trước, hầu cảnh quan hỏi hắn đi đâu, tôi nói đi toilet. Tống tinh thần bước đến một con hẻm, đi vòng ra phía sau mấy tên kia, chúng còn đang mải mê quan sát tôi thì đột nhiên bị đánh từ phía sau. Chỉ nghe mấy tiếng bốp chát vang lên trong hẻm, sau đó từng tên bị ném ra như ném bánh bột mì. Hầu cảnh quan giật mình, có chuyện gì, mau qua xem một chút. Tiến lên nhìn, đám người kia đang rên rỉ lăn lộn trên đất, người rơi ra mấy con dao găm, móng hổ, hầu cảnh quan quát hỏi chúng định làm gì. Để ý thấy có một tên cứ nhìn mình chằm chằm, tôi tới hỏi, ngươi biết ta? Không, không, không biết. Hắn cố che giấu. Tôi nói với hầu cảnh quan, giúp tôi một chuyện, hình như là bọn chúng nhắm vào tôi, có thể tạm giữ lại được không? Được. Hầu cảnh quan sảng khoái đồng ý, tăng trữ hung khí đã đủ cho chúng về đồn uống trà. Có điều Tống cố vấn, sao đột nhiên chúng lại bị đánh bay ra ngoài, anh sử dụng ma thuật gì à? Tôi cười nói, chắc là dẫm phải vỏ chuối. Hầu cảnh quan còng tay bốn tên lại, tôi để ý thấy điện thoại của tên mình vừa hỏi rung lên. Tiện tay móc ra, trên đó có một tin nhắn, đã khử xong tên đầu chọc, bên đó các ngươi sao rồi? Đầu tôi ong lên, cầm tay tên kia mở khóa vân tay WeChat, trong group của hắn có một đoạn hội thoại dài, hầu hết là về hành tung của chúng tôi. Lướt lên trên cùng, nháy mắt hiện ra ảnh tôi, Quang Chọc và Tinh Thần, người gửi nói, các anh em, có thương vụ, người ta bỏ rất nhiều tiền bảo chúng ta giết ba tên này, làm sạch sẽ một chút. Tôi nghiến răng, không quan tâm tới chuyện phải giải thích thế nào, lập tức gọi điện cho Tống Tinh Thần, bảo hắn theo tôi đi tìm Quang Chọc. Tôi vừa chạy vừa sớt các hiệu thuốc toàn huyện, chỉ lát sau gặp Tinh Thần ở một ngõ nhỏ, hỏi thế nào, tôi nói, khả năng Quang Chọc gặp chuyện rồi. Tống Tinh Thần hơi giật mình, nói, hắn cũng nhanh trí lắm, chắc không sao đâu, đi liền 3 đến 4 hiệu thuốc, cuối, cùng chúng tôi tới một phòng khám, bên trong giống như xảy ra ẩu đả, giá thuốc gãy, quầy bị đập vỡ, thuốc rơi đầy dưới sàn, còn có mấy vết máu. Tôi hỏi nhân viên, có thấy một người đầu chọc, đeo dây chuyền vàng lớn, mặc áo khoác da, nói khẩu âm Đông Bắc không? Nhân viên đang thu dọn quầy thuốc giống lên, có gặp. Sau đó một nhân viên mặc đồng phục tổ trưởng nói cho chúng tôi biết, khoảng một tiếng trước, Quang Chọc có đến đây hỏi thăm về một cô gái. Nhân viên làm việc nói không thấy, Quang Chọc liền đi, nhưng mấy phút sau lại quay lại, giống như bị ai đó theo dõi, nấp sau giá thuốc ráo rác ngó ra ngoài. Tiếp đó một đám côn đồ lao vào, tay cầm dao bổ dưa, gậy sắt, tổ trưởng xin họ đừng gây chuyện ở đây. Đám người kia chẳng thèm đếm xỉa, chỉ tên đầu chọc đang nấp sau giá thuốc, hô, chính là hắn. Hai bên liền xô sát, Quang Chọc nhanh trí chạy vòng qua giá thuốc, giằng co với chúng, những vỉ thuốc rơi vãi đầy đất đều là do hắn ném. Một mình hắn dương đông kích tây, chỉ nam đánh bắc mà đánh ngã nhiều tên. Nhưng nói gì nói, song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng vẫn bị dính một dao, ôm bụng bỏ chạy, đám người kia cũng xông ra ngoài đuổi theo. Các bạn vừa nghe xong tập 58 của bộ truyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.